Merry Christmas tất cả mọi người. Thời gian vừa rồi mình nhận được khá nhiều inbox mà có cùng chung một cái câu hỏi, đó là em là sinh viên, em đang muốn mua một chai nước hoa nhưng mà em không dư giả về tài chính, em không có nhiều tiền để mua. Đó, rất là nhiều những cái bạn sinh viên đã inbox hỏi mình những câu hỏi đó. Và đó là cái lý do ngày hôm nay cái video này của mình sẽ dành, có thể nói mình sẽ dành tặng cho các bạn sinh viên. Khi mà các bạn đang chuẩn bị muốn sử dụng những chai nước hoa nhưng các bạn về tài chính các bạn không dư giả để có thể mua những cái chai không hẳn là đắt tiền mà có những cái chai ví dụ như tầm từ 1,7-8 triệu, thì có rất nhiều bạn sinh viên không đủ khả năng tài chính để có thể mua được. Thì ngày hôm nay trong cái video này của mình sẽ gợi ý đến cho các anh em 10 chai nước hoa mà các bạn sinh viên có thể mua và với cái mùi hương rất là đẹp, rất là thu hút. Đó, ở vị trí số 10 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em sinh viên, đó là một chai nước hoa của nhà Amap. Chắc chắn rồi, Amap Club New Intense. Cũng có những ý kiến chai nước hoa này mùi hóa học, không thể so sánh được với Creed Aventus. Nhưng đối với cá nhân quan điểm của mình thì trước tiên chúng ta cần phải có hai cái yếu tố. Cái thứ nhất là so về cái mức giá của Amap thì mình thấy nhà nước hoa này đã làm chai nước hoa này là quá ổn, không thể đòi hỏi với một cái mức giá các bạn bỏ ra để mua chai nước hoa này. Thì tất nhiên là trong cái thành phần nguyên liệu nó sẽ có những cái bị hạn chế, thế nhưng có những cái chúng ta không thể phủ nhận, đó là nó đã blend lên một cái mùi hương đẹp, thu hút khi mà sử dụng đó. Và cái thứ hai nữa thì thực tế mà nói, cái mùi hương hóa học, nguyên liệu hóa học, thì mình phải nói thật là phải những người chơi nước hoa, người ta có kinh nghiệm, người ta ngửi, người ta mới phát hiện ra. Còn thì với ví dụ như xịt đó, xong sau các bạn ra ngoài đường thì nói thật là không ai người ta hơi đâu, người ta soi mùi hương hóa học hay là gì, mà người ta chỉ thấy mùi hương này có dễ chịu hay không, có gây phản cảm đối với mọi người xung quanh hay không. Do đó, các anh em khi có ý định mua chai nước hoa Amap Club Juni Intense thì mình nói thật là các bạn không cần phải quá lăn tăn là mùi hương này liệu có bị thành phần nguyên liệu nó rẻ hay như nào đó bla bla bla, thì theo mình thì không cần thiết. Do đó, ở vị trí số 10 mình muốn gợi ý cho các bạn sinh viên, đó là Amap Club Juni Intense. Ở vị trí số 9, chai nước hoa mình muốn gợi ý đến đó là một sản phẩm của nhà Perry Ellis, đó là Perry Ellis 360 Red. Chai nước hoa này mùi hương như thế nào? Nó được đánh giá rất giống với một chai nước hoa cực kỳ nổi tiếng của nhà Armani, đó là Acqua di Gio. Có nghĩa là một mùi hương trái cây nhẹ nhàng, mang cái bản sắc của vùng Địa Trung Hải. Do đó, nếu như các bạn sử dụng chai Perry Ellis 360 Red này vào mùa hè thì chắc chắn nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều khi mà các bạn đi uống nước, khi các bạn đi gặp gỡ mọi người. Đó, mát, dễ chịu, mát mẻ. Đó, ở vị trí số 9, một sản phẩm của nhà Perry Ellis. Ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos. Nó có tên là John Varvatos Artisan Blue. Khi các bạn nhìn thấy cái ngoại hình của chai nước hoa này thì các anh em cũng có thể hình dung được mùi hương của chai nước hoa này nó như thế nào. Nhẹ nhàng, tươi mát. Chai nước hoa này mình cảm thấy là rất hợp sử dụng mùa hè ở Việt Nam, bởi vì cái tính chất mùi của nó nhẹ nhàng, có thiên hướng skin scent, có nghĩa là tỏa không xa và bám lên da và rất là dễ chịu. Mình xịt lên mình cảm thấy nó không ví dụ phải nhăn mặt vì bởi vì bất kỳ một cái thành phần nguyên liệu nào trong cái mùi hương của chai nước hoa này. Do đó, đây sẽ chắc chắn là một cái mùi hương rất là tốt cho các anh em nếu như các bạn nào muốn tìm một cái mùi hương dễ dùng trong mùa hè ở Việt Nam, thì John Varvatos Artisan Blue là một lựa chọn cho các bạn. Ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm của nhà Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana Light Blue là mùi hương fresh dùng trong mùa hè dành cho các bạn sinh viên vốn bị hạn chế về tài chính.
Đây là một mùi hương có thể gọi là cùng với Acqua di Gio, thì các bạn chỉ cần hai chai nước hoa này, hoặc là Acqua di Gio hoặc là chai Dolce & Gabbana Light Blue, là có thể chiến đấu trong mùa hè nắng nóng oi ả ở Việt Nam. Thực tế mà nói thì mặc dù có rất nhiều chai mùa hè bán ở mình, thế nhưng số lượng có thể sử dụng được gọi là liên tục hàng ngày với cái điều kiện khí hậu của mình thì không nhiều. Và Dolce & Gabbana Light Blue là một trong những chai các bạn có thể sử dụng thường xuyên, không cần phân biệt ngày giờ, bởi vì mùi hương của nó rất là dễ chịu, fresh, tươi mát đó. Ở vị trí số 6, đó là một sản phẩm của nhà CK CK One Shot. Chai nước hoa này thì trong một cái video khác riêng mình đã từng nói về mùi hương của chai nước hoa, mùi hương của chai nước hoa này rồi. Mùi thuốc lá rất là đậm đà, quyến rũ. Do đó sẽ rất là thiếu sót nếu như không cho chai nước hoa này vào trong cái list muốn giới thiệu đến cho các bạn sinh viên khi bắt đầu các bạn muốn mua một chai nước hoa để dùng. Thì CK One Shot cũng là một chai nước hoa các bạn nên cân nhắc để bỏ tiền ra mua. Ở vị trí số 5, đây là một chai nước hoa có mùi hương khá tương đồng với Dolce & Gabbana, nó có tên là Vera Wang For Men. Nếu như các bạn nào mà lăn tăn bởi vì mua Dolce & Gabbana, nhiều khi có thể là cũng có những bạn mua được và có những bạn hơi đắt một chút, thì Vera Wang For Men là một cái sự lựa chọn rẻ hơn, mùi hương cũng đẹp. Mở đầu là với cái mùi cam quýt rất là thu hút, và sau đó nó sẽ chuyển sang dần cái lớp hương cuối của nó ngọt và ngậy ngậy một chút. Nói chung với cái cá quan điểm của mình thì nó khá là giống với chai The One All The Perfume. Và các bạn đều biết là phản ứng của các chị em khi mà được ngửi mùi hương của The One thì không bao giờ họ kêu ca phàn nàn gì cả. Chính vì thế nếu như anh em nào xịt mùi hương của chai hoa Vera Wang For Men này thì không có gì phải lăn tăn cả đó. Ở vị trí số 4, một sản phẩm rất là quen thuộc, Salvatore Ferragamo F Black, ngọt ngào, nồng nàn, thu hút. Mình nghĩ là không thể có một cái gì đó chê trách mùi hương của chai nước hoa này. Và nếu như bạn nào cần một mùi hương dùng cho mùa đông và chỉ cần một chai, mà muốn về cái tài chính của mình chỉ có thể đủ để mua một chai, thì Salvatore Ferragamo F Black là sự lựa chọn cho các bạn. Hãy mua và cảm nhận mùi hương của chai nước hoa này. Ở vị trí số 3, chai nước hoa mình muốn nói đến đó là một sản phẩm của nhà Cartier, nó có tên là Cartier Declaration. Mùi hương này như thế nào? Để mình kể một câu chuyện. Có nghĩa là khoảng mấy tháng trước có một bạn đã cũng tầm khoảng hơn 20 thôi, hỏi mình là muốn mua một chai nước hoa mà mùi nó khá lạ. Mình đã giới thiệu chai nước hoa Cartier Declaration này. Và sau đó bạn đã nhắn tin cho mình, bạn ấy nói là bạn ấy rất hài lòng mùi hương của chai nước hoa này. Do đó, anh em nào đang là sinh viên và tính cách nó hơi trầm hơn, nó già dặn hơn các bạn cùng lứa, và các bạn muốn tìm một cái mùi hương nó không quá già nhưng cũng không quá trẻ, không nhí nha nhí nhảnh mà cũng có bắt đầu nó qua cái trầm, thì Cartier Declaration này là một sự lựa chọn cho các bạn. Và giá cả của chai Cartier này thì cũng rất là dễ chịu, do đó các bạn hoàn toàn có thể trong cái tầm khả năng tài chính của mình để sở hữu chai nước hoa này. Ở vị trí số 2, Versace Dreamer. Chai nước hoa này thuốc lá và giống với một chai nước hoa rất nổi tiếng, đó là Jean Paul Gaultier Le Maire. Sexy, thu hút. Bạn nào đang trong giai đoạn hẹn hò thì nên sở hữu mùi hương của chai nước hoa này, bởi vì khi mà các bạn xịt và các bạn đi chơi với các bạn gái trong những cái đêm mùa đông thì sẽ rất là thú vị. Đó, mình tất cả những cái mình muốn nói chỉ ngắn gọn trong cái câu thế thôi. Thì ở vị trí số 2, một sản phẩm của nhà Versace Dreamer. Và cuối cùng, ở vị trí số 1, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các bạn sinh viên, đó là một chai nước hoa của nhà Halloween Man One Shot. Mùi hương này
theo như những cái bình đánh giá trên những cái forum nước hoa thì có người nói nó giống với Valentino Uomo đó. Và để nói thế này, chai nước hoa này có thể giá thì không đắt, thế nhưng không được coi thường mùi hương của chai nước hoa này. Rất là sexy, rất là thu hút. Và có một điều chắc chắn là các bạn khi mà xịt mùi hương chai nước hoa này thì các bạn sẽ luôn luôn ghi điểm trong mắt các chị em. Bởi vì mùi hương này nó, theo mình cảm nhận là nó rất là hợp gu, cái gu ngửi mùi của các chị em Việt Nam đó. Do đó, ở vị trí số 1 chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các bạn đó là Halloween Man One Shot. Trên đây là 10 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các bạn sinh viên với cái điều kiện tài chính nó không được dư giả. 10 chai này các bạn có thể hoàn toàn, khi mà sử dụng các bạn hoàn toàn có thể là một, mình nghĩ là khoảng được khoảng 70-80% là hài lòng với cái mùi hương mà các bạn có. Rồi. Mình cũng muốn gửi một lời chúc Noel đến tất cả các anh em, những các bạn đã luôn đồng hành cùng theo dõi cái channel của mình trong hơn một năm qua. Mình xin chúc các anh em có một mùa Giáng sinh an lành, chúc sức khỏe cho tất cả mọi người. Video của mình đến đây là hết. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.